Hình như nãy cũng bắp này bắp đầu phải. À, nãy bắp này bắp đầu. Bắp đầu là cho mép chạy chạy mà. Chạy chạy xong rồi còn đông quá thì chạy tiếp. Xong rồi nó kiểu như chia 3 hay chia 2 được mới ra bắp đội. Này kiểu này, này kiểu 41 này Ui, nè. gác Này chưa? 41 là Gác chưa? Thấy không? Nó đâu? bay kìa. Thằng xanh xanh kìa. Vãi lồn ạ. Trời ơi, trò này cũng hack nó về rồi kìa. Cái lồn gì vậy? Nó có cánh ông ạ. Phát kỳ thì nó có cánh. Vãi lồn nó bay phát đích luôn ạ. Vãi lồn thật. Vãi lồn má về đích luôn. Chơi mẹ gì nữa quýt. Thì mình tranh top, tranh 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 top 2 2 rồi. Giống như PUBG ấy. Ông kia cầm đuôi buồn cười cơ. Cầm đuôi xong bay lên trời. Để bắt được nó. Cái lồn sao nó xuống đây hết là trời. Công kia ngã. Ây ạ. Ây ạ. Khó nhìn phát. Ây ạ. Sao mình nhảy cái bị lộn đầu vậy? Nó đi có nhiều thằng đéo lên được ạ. À. Đông ấy, đông ấy, đông ấy, đông ấy. Vui mà, cái trò này đi về sớm đéo làm gì cả. Anh ạ. À. Xấu kiểu đéo làm gì luôn đi. Thả đứng ở lại này. Bắn này làm gì ta? Bắn này là à đi tiếp. Bập bênh, bập bênh. À, ấy là bấm này, à, chạy tiếp. Bập bên, chạy bập bên. Đồng thế. Mẹ lộn rồi. Đục nhá, lúc nhúc. Ba, đừng đẩy tao. Ôi, 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 mày quá. Đầu rơi. Ờ, sao? Cái bóng này đi chạy đầu được. Bóng này tụi nó cũng dễ rơi. Được, bây giờ đi là rơi hay không ạ? Thề không? Bị lỗi à. Dạ. Trời mấy lâu đang đợi bập bên kìa hài vãi lâu. Thấy cái lâu bên đây nó đang đợi bập bên. Tội vãi lâu. Ui sao lưng độc thế. Thôi chạy 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 chạy. Mày sắp ăn. Ủa thằng hát bị đâu rồi ta? Chưa biết. Hát game à. Ờ à, đéo được rồi. Đáng lẽ nó phải bay về chứ. Bây giờ mình phá, bây giờ mình về đích mà mình phá. À, để về cái chỗ luôn để mất cười. Đi cho lên. Dạ, 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 đi về. Nào thằng đây, muốn mà chặn hết. Ây da, đéo kéo được. Yeah. Kéo được rồi. Kéo được, kéo được mép. Ây ạ, nó đẩy mình đấy, kéo được. Đẩy tao ạ. Có này. Ôi, đi mẹ. Về, 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 về. Ông về chưa ông? Đi mẹ, ở đây nó lúc nhúc quá này bạn ơi. Gần về rồi kìa, gần về rồi kìa. Đi mẹ, ở đây nó lúc nhúc quá. Đi mẹ. Ờ kìa nó lúc nhúc phải lên đây. Đi về, đi về bé ơi. Đi về. Hai lần nữa. Hai thằng lồn kia ôm nhau chứ đi không mà. Sao mà chết ạ. Ngu quá. Quá độc thế nhở. 29 à, 29 vẫn chạy tiếp bạn ơi. 29 thì như chưa team ở không đều nhỉ. À, không chia team được. Nói chung là phải chia team được nó mới chia. Còn không là vẫn chạy tiếp. À, có khi nó chia ba một team lỗ người á, đẩy bóng hên xui à. Ừ. À, chạy tiếp rồi, chạy tiếp rồi. À block party. À, đúng rồi, chơi mấy cái cá nhân. Có khi nhảy tô ong luôn các bạn, đồ nhảy tô ong thì mẹ 29 người. Làm gì có. Phải kia chơi nhiều có. Nhất là mười mấy là 14 người là nhiều, 19 người chứ. 19 người nhiều nhất. Ai chính người nhảy tô ong xong rồi bao nhiêu thằng rớt chốn chết trước á là nó còn thấy thằng còn lại thôi. Nó xui mà.
Thôi đừng đẩy. Ui, tao cái bé đấy. Ui. Chết chết chết, có thằng chết, có thằng chết, có thằng chết. Mày chết đéo ai chết ạ? Con ếch kìa, có thằng chết rồi. Ui, nhảy 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 nhảy. Hey. Ây da, đi mẹ bị lòng kia đánh vô chân. Hey. Đứng chỗ nào rộng rộng mạng ơi, điệp mẹ đứng gần tụi nó quá đấy, ổn lắm. Ui. Lò đó. Bro player phết. Đừng có kéo. Ây da, đủ mà. Chết rồi. Nhiều phết. Độc thế. Ôi. Ôi quá kém. Bé tí, bé tí, bé tí, bé tí. Oh. Chết mẹ ơi. Ông chết à? Alo, tiệt đông quá. Nào, 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 nào. Tiêu Anh nhìn cái khúc sau ạ. Ui. Đừng đẩy, đừng đẩy. Mà lóc một gì luôn mà khó phết chứ. Con tên này update hả? Chứ bây giờ đi cái kiểu này luôn á. À, không. Ủa chết nhiều đấy. Chết nhiều lắm mẹ. Để mẹ 2497 ra đi rồi. Từng từng từng. Ôi, phải lồ gồ có 6 người à, phải rồi. Ui, có 6 người các bạn, top 10 nhá. Đã nhảy rồi, đi các bạn cho anh. Căng này. Một lần nhảy hay là chạy. Lại đua, đua lấy mũ vương miện. Thằng kia hack nó leo lên kia đứng kia. Ủa. Mà lại lấy đuôi ạ. À. Chịu 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 cho bài đi vậy. Đéo thấy rằng. Phải lồ mấy, đắp 6 rồi chạy lấy đuôi ạ. À. Phải lồ. 6 người lấy đuôi cũng được mà. Vậy là thằng được chỉ có một cái đuôi thôi à? Ừ, chỉ một thằng. Ôi. Má chỉ một cái đuôi thôi đi mẹ. Ôi, chỉ một cái đuôi khó phết đó chứ. Khó phết đấy. Phan đi toàn thua à. Kỳ số mấy vậy? Và số báo danh 1935 sao ấy. Thằng đang cầm đuôi này, thằng cầm đuôi. Vấn đề là đi. Không, trao đuôi cho tôi nói đi, vui ghê nhảy giật á. À, thôi cứ chạy đi thôi, tí lấy xong được mà. Để nó nhảy giật được á. Ôi. Cẩn thận bị nó nhảy giật thôi. Uầy, nhảy mượt thế nhở. Bắt đầu nếu ai dí luôn rồi. Nó cũng đéo quan tâm mà, nó thì nó đuổi rồi mà. Ê da. Mở quét. Ê da. Hay, đi mà. Má vô địch mẹ rồi. Ông càng cái cuối càng sợ này, tại vì sợ mất là mất luôn đấy. Lâu này đấy mới nhảy hả? Nhảy chồm tới là giật được rồi. Đi. À dạ, đi mà được rồi. Dạ được rồi, không sao, không sao. Chạy không sao được, ngay chạy. Được, được, dí nó, dí nó, dí nó. Từ từ, không tới, không tới. Nhìn góc á, nhảy chồm tới cái là giật được rồi. Đéo tới kìa, what the fuck bro. Nhiều khi mình bị binh đó mấy bạn ơi. Có mẹ thằng lồn rồi, 30 giây. Nhiều khi mình bị binh đó, tại vì... Đầu, sao đầu là ngày vậy? Ui gà ấy. Con này đi mẹ. Gà thế. Chẳng đầu nó đúng rồi. Bên trái, bên trái. Ờ, nó đi qua đây, nó đi qua đây, đi qua đây. Đúng rồi, đúng rồi. Hai bạn ơi. Ê, ơi. No. Chạy bạn ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chạy đi mẹ. Tủ rồi. Ui. Đây rồi. Cái tủ vãi lộn luôn. Địt coi mẹ. Mày thế. Mày thấy kia nó bị ngã. Tớm một luôn. Phan kia có này. Phan. Ờ. Không phải, Phan là một thằng khác ở nước ngoài. Ông là donate nhầm. Đi vậy, để mà cho tôi nhá.
ông copy sai. Thế là mất 2 đô à? Cảm ơn ông nha, cảm ơn Gmail nha, cảm ơn bạn nha. Ừ, mẹ có siêu nhân không? Nhìn giống như đéo có siêu nhân nè bạn ơi. Ờ, mắt này được này. Đang còn được chơi nè. Ây ạ, ây ạ. Ây ạ. Ê, bạn bị kẹt chỗ này. Ôi, anh cực rồi. Ây ạ, đông thế. À, không, không sao. Thôi anh em đủ má leo lên cho nó dễ, đừng có mẹ, cố gắng nhảy qua cái bậc. Từng việc kèo gặp hack thì chả nó lồn đi, em muốn mở luôn thề. Thì bảo làm chơi một hai ván nữa chắc. Ôi, nó chơi như vậy nữa. Đấy, đi giữa thử nhỉ, giữa đi thử đi. Em đi giữa như nào. Đấy ạ. Cất rồi kìa. Vì mình đi đi phải nhiều thứ dễ quá. Đi nhảy dễ quá này. Đấy ạ. Ăn đầu mùi rồi. Rồi. Dạ, vẫn làm chủ được các bạn, làm chủ cuộc chơi. Làm chủ cuộc chơi. Ui, vẫn nhảy được à? Được rồi à? Ê! Mày thế. Sao? Chị nó thế mà đéo qua được. Thì có mẹ nổ rồi. Sai lầm. Lầm mé cái thằng đứng nó kéo à, nó lịt đi. Sao? Kỳ đài. Đây, con kỳ đây rồi, kỳ đây rồi, con kỳ nghịch tí rồi. Em nghe tiếng kỳ nói nhờ. Tắt bất à, đây, mẹ, con kỳ nghịch. Rồi. Lầu có thằng đứng nó đẩy mình xuống à, đi cả cây. Con kỳ vừa đến mà, vừa đứng đấy đẩy mà, nhưng mà bị ngã và nhảy lại từ đầu. Anh còn tuyển shipper không á? Chúng ta việc tuyển nhân viên của mình ấy là do Hà à quyết định các bạn ạ. Và cũng có mấy bạn ứng tuyển đấy để test một thời gian hay là để bọn mình phỏng vấn đã. Ồ, không ok thì bọn mình tuyển tiếp. Bắt đầu đàn đua làm chủ cuộc chơi. Mở cửa đi. Dạ chen qua được rồi. Ây ạ. Đó, kéo đồng đội à, phải lồn thiệt. Mẹ. Sao sao đi. Cắn lại, đứng lại, cắn nó. Để nó lên. Cắn lại. Ê, đông. Ui, rồi, 29 á, vãi đồn. Tổng thế. Giờ yêu là phang, bỏ qua giai đoạn cầm tay hôn đi. Ui. Đấy các bạn thấy không? Con gái người ta thực tế lắm. Yêu là phang. Phang hợp thì yêu tiếp, không hợp thì thôi, chia tay. Sống bây giờ thực tế lắm không? Mà mẹ có chưa hiểu là mẹ phang nhau của đéo hợp thì sẽ như nào nhỉ? Kiểu một đứa sẽ kịp mẹ kiểu chói tay chói chân lại, nhưng mà một đứa kiểu đéo thích em, kiểu muốn thoải mái tự do, em muốn giải thoát bản thân, em muốn vùng vẫy các thứ đúng không? Nhưng mà một người lại thích kiểu nào, đi cả mẹ chói tay gầm giường rồi, chói tay cột đầu giường rồi mới mẹ mày lấy kiểu dây sạc iPhone chói vào anh đầu giường các thứ. Chèn lấn xô đẩy vậy liền. Dạ. Giờ chết lắm rồi nè. Nó này mà chơi không kỹ là dễ chết lắm. Đừng đẩy bạn ơi. Ui, đừng đẩy bạn ơi. Anh em mình cùng sống. Mày thế. Vãi lồn đẩy mình nè. À. Xô mình kìa vãi lồn. Ở sao qua đây đông vậy? Nó càng ngày càng nhanh lên nè. Ừ, càng ngày nhanh mà. Sắp chết đấy nhở. Ây, đừng. Đủ tí chết ạ. À. Không, cứ đi qua đi lại thôi. Qua đi lại là khó chết lắm. Còn nhiều cái nó bé tí. Đó kịp, ai đang chết, ô ba chết rồi. Map này dễ vãi lìn.
Tùy các bạn. Cái dễ này, cái nếu thì chết được luôn. Em mấy con gà này mẹ. Ở đó thì bây giờ chơi dễ một ẩn một khác. Ẩn nó. Ui cái khó nhá. Là cái đấy nó chạy rồi. Em thằng kia bị một lần rồi, thằng kia biết. Ui, điều này khó đấy. Ui. Này mà chơi tay cầm dễ đéo nhìn được lắm nè. Ông, cái phải chỉnh, cái tay cầm phải chỉnh, biết chỉnh cơ, biết chỉnh góc nhìn cơ. Giờ bị té, mẹ lâu nó đẩy mình té vậy. Ô. Ô. Ôi. 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 Đẩy đẩy đông thế. Ôi. Ủa mày quá. Chết nhiều phết rồi kìa. Ủa mày thế. Cuối này, cuối này, cuối này, cuối này. Bây giờ mà còn block... còn block party thì mẹ khó phải liền mà bạn. Lúc tiên giờ nó mới chỉnh lại đúng không ta? Đụng nhớ đâu có khúc này rồi. Có, hồi đầu có rồi. Đi chơi khúc được. Ở cái này đụng mới à, lấy 6 rồi, lấy 6. À, lấy 11 rồi, 11. Vậy là chạy rồi, chạy phao tình tiếp rồi, chạy điệp mẹ phao tình. Fallen Mountain. Thôi làm ơn đi, cho nhảy nhảy cho vui đi. Chạy tiếp mà bạn ơi, nhìn là biết rồi. Ôi mấy mấy lộ. Mấy kia quýt hết rồi điểm mẹ. Kiểu chết nó quýt luôn mà. Mấy bị té trước nó quýt. Ờ nó té cho nó quýt luôn rồi. Ôi, bảy lồn nhảy tổ ong. Bảy thằng nhảy tổ ong. Lúc đầu cứ đi đi ông ạ, không phải nhảy vội đâu. Lúc đầu thì đừng có nhảy. Ờ, biết rồi. Đầu mẹ, đi cho nó chết. À, còn đúng 6 thằng, đéo ra đá banh nè. 6 thằng, đó thằng mà đéo ra đá banh nè, chịu. Ơ, ông ạ, từ từ, xin lỗi. Nhầm. Làm sao, cái đây. Đang đi chặn đầu, đang đi chặn đầu. Gì đâu. Điệp mà lại gặp. Ôi nhảy được rồi đấy, nhảy được rồi đấy. Ủa, nó rơi hết xuống rồi đấy. Không, cái đi. Này, hết cái nhảy trên này. Hết rồi. Màu xanh dưới là hết là lớp cuối hả? Không, còn nữa, à, còn chưa nữa. Chưa mà. Ý là nhảy trên cao nó sẽ lợi thế hơn đấy. Không, nhảy trên cao lát ở dưới đéo có gì á là đéo rớt xuống nó rớt liền xuống dưới luôn á. Đừng cố. Địt của bạn lồn rồi, đúng rồi ốc ơi. Địt của mẹ. Đừng. Cho nên đừng có cố, cứ đi từ từ đi, cứ đi từ từ rớt xuống cùng cho nó cũng được. Nhưng mà mình thấy được cái lớp dưới á, hiểu không? Chặn đầu, chưa. À, mình thấy được cái lớp dưới á. À, mình một khu vậy. Ê, bộ kỳ bên này quay lại nha, mình, đi đầu kia. Nhảy được rồi đó, kỳ ơi. Nhảy nhưng mà nhảy làm sao mà thấy được cái lớp dưới á. Hai thằng rớt rồi nè. Cái mẹ đồ ơi. Còn nhà chuẩn này, đã ăn này. Nhà chuẩn ăn tiền luôn này. Nhà chuẩn ăn tiền luôn này. Uầy, nó còn là bro player luôn không? Nó còn là bro player đấy. Rồi, xong rồi còn ốc với kỳ à. Còn ốc với kỳ à. Ai tấp vào đây, ai tấp vào đây. Tùy cứ ai được gì đi ấy. Ốc rớt rồi, đi về ốc rớt mẹ. I lone bro player vãi luôn các bạn. Về bro player vãi luôn mà nó đếm cho hai người top 1 và cây vãi luôn. Vãi luôn kỳ còn hai lớp lần à. Mình ở lớp dưới luôn. Tầm lớp 3 lớp 4 là nhảy là vừa rồi. Đâu ốc đi ốc đạp ở dưới hết cho mấy thằng kia nó rớt chết hết mà. Kỳ cứ nhảy trên đi rồi hợp lý rồi. Hôm sau này mà kiểu chia team hay thi đấu nó phải như thế. Một thằng đấu một thằng đi phá. Ốc đạp ở dưới điệp mà sạch bách ở dưới rồi. Làm rớt cây rớt hết luôn. Thế nó thích một cái trò nhảy nhảy vậy này. Vui dữ luôn.